Còn cái này khoai mò, cái này củ cải, còn cái kia là khoai môn. Củ cải là mình xài cái chiên trái cái bào da đó. Bào ra, khoai môn bào da nguyên trái. Dạ. Đặc biệt là có cái món đây. Bánh tầm á, nó dài dài. Ông món ông cũng cứng lắm. Khô. Thịt bằm á. Thịt bằm. Quyết dịch đó. Quyết dịch luôn. À, quyết dịch đó quyết heo nha, quyết dịch đó. Quyết heo đó làm nó lẻo lục hết không ngon. À, thịt đặc dăm á nấu. Đó, không mập khô đó. Rồi quyết dịch luôn. Chú, anh chị và tất cả các bạn à, hôm nay chúng ta đi ăn sáng nó trễ một tí xíu là khoảng 8 giờ à, tại vì 8 giờ Phú được biết thì quán mới bán món này à, lúc trước, bữa trước thì Phú có quay cái quán bán rất là nhiều món của chị ở trong khu người Hoa nhưng mà bán sớm quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến quán này nha, quẹo Tạ Nguyên. Đường Trần Quý. Hôm bữa chúng ta quay ở Hậu Giang, ngày ta quay gần hơn. Vô. Đúng rồi. Phim Food Travel xin chào quý vị khán giả Gia Phú và Mèo. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Hiện tại Phú đang đứng ở đường Trần Quý, phường 6, quận 11. Cái đường này á, mọi người đi bây giờ đi cảm giác ở đây nó vắng vắng đúng không? Nhưng mà cũng có rất là nhiều quán ăn bán ở đây, khá là ngon miệng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến địa chỉ là 255 Bánh Xếp Trần Quý. À, 255 Trần Quý nha mọi người. Ở đây anh bán rất là nhiều món luôn, sẽ giống như cái clip mà Phú mới vừa quay đây của một chị bán ở trong đường Hậu Giang hẻm á, bán nhiều món 10.000 thì ở đây anh cũng bán giống giống như vậy. Hôm mời quý vị khán giả chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Cho nên là xe hơi vô nó sẽ hơi bị vướng một tí xíu. Đó, quán anh sẽ dọc ở ngay trong hẻm về khoảng 4-5 bàn nhỏ. Tôi thấy mua về cũng khá khá. Giới thiệu với quý vị khán giả đây là anh Quyền nha, đây là anh chủ của quán 255 Bánh Xếp Trần Quý. Ủa, vậy là bánh xếp mình là làm trước giờ là nổi tiếng đúng không? Không, 12 giờ mới có. 1 giờ mới có. 11 giờ rưỡi. 11 giờ rưỡi. Ồ, xui quá ha. Ok, anh bán nhiều món lắm, mình ăn mấy món khác. Mấy giờ là bắt đầu anh bán? Mấy giờ rưỡi sáng. Bán mấy giờ? Tới chiều 5 giờ. Bán suốt luôn không? Mời bán suốt luôn, mới nghỉ trưa. Không nghỉ trưa. Ờ, ngày chay thì anh có bán chay. Bán luôn, bán mặn luôn. Nhưng mà không có bánh canh đùi thôi, bánh canh đùi nghỉ. À, bán mặn luôn. Ờ, bán mặn luôn. Ồ. Đó. Ở đây anh bán là tất cả bao nhiêu món hả? Em thấy quá trời luôn. Ờ, 90 món á. 90 món. Bây giờ 90 món đi. Ờ. À, có một chị đang đứng mua này, mình để cho chị mua. Mua gì vậy? Hai hoành thánh. Rồi, bảo vệ. Rồi, lấy bạch đó, ông lấy bạch đó. Đây. Bánh khoai môn. Khoai môn đúng rồi. Dĩa nước mắm. Dĩa này bao nhiêu đây anh? Phần là 18.000. 18.000. Còn đem về là 20.000. Dạ. Bưng nè. Hai cho. Rồi. Cho ba hả? À, dĩa này cũng dĩa này củ cải nè. Ngành khoai môn anh. Thế là khoai môn này củ cải. Còn nếu mà thích ăn hai thứ cũng được, khách thích ăn hai thứ cũng được. Cái kia là cái cải sao bấu. Đúng rồi, sao bấu á. Có người nhiều người xài củ cải, mình xài sao bông luôn. Mình xài sao bấu nha. Ờ. À, ở đây có sao mặn nữa nè. Sao tôm khô thôi đúng không anh? Đúng rồi, sao tôm khô. Dạ. Không có không phải gạo đấy không à. Rồi, chắc là sẽ không thể thiếu cải sao bấu ở đậu phộng rồi. Rồi, phần xoài này nhiêu đây anh? Phần xoài này bao nhiêu? 20.000, 18.000. 18.000. Tại tỷ thêm trứng nữa, tính khác nữa.
À thêm trứng nữa là giá khác ha. Bạn người ít người ăn trứng nấm xôi, ổng ổng đóng bài á. Đó. Trứng giờ 20 luôn hả? Ờ 20. Rồi giờ anh Quyền chia sẻ món ăn nha. Bánh bột hai môn mà. Đó. Bánh bột hai môn. Hai môn. Cái tôm khô mình xài là tôm khô giỏ. Tôm khô giỏ tại vì lớn quá đâu có hộp. Ờ. Lớn quá ăn ngán lắm. Nhà khó. Ờ có củ cải mua, củ cải mua cũng ai mà mua được mà. Dạ. Còn cái này khoai môn, cái này củ cải, còn cái kia là khoai môn. Củ cải là mình xài cái nguyên trái cái bào da đó. Bào ra. Khoai hai món bào da nguyên trái. Dạ. Sao bảo này là anh ừ, làm luôn, anh mua về sao mua sắt da xong rồi ngâm muối rồi họ cho hết mặn á. Dạ. Rồi xong mình nói là bóp hết nước da rồi bắt đầu xào, bóp khô đó mới xào. Nhiều công lắm. Ủa em thấy nó mặn rồi mà còn phải ngâm muối. Không phải ngâm nước, ngâm nước á, ngâm nước cho cho muối ra hết á. Em nghe nãy ngâm muối. Ngâm nước. Cho ra muối muối hết mặn á, mình xào rồi xong rồi bỏ gia vị làm gia vị vô á, bỏ miếng đường này rồi xào á mới ngon. Không biết xào. Miếng xào cái này xào dầu hào á. Là trong đây là anh đã xào với dầu hào. Có dầu hào có tỏi nữa. Mình tỏi thắng tỏi xong rồi bỏ dầu hào vô xào. À. Thường thì có nhiều người mà cứ trộn thôi à. Trộn trộn mà đun xong mới bỏ dầu vô trộn rồi. Thì nó không phải gọi thêm phần này nữa nè. Trời đó có bánh có bánh trứng à, ăn với bún mì xào thôi. Bún mì xào thôi. Tại khách nào muốn ăn thèm rồi bỏ bún xíu trứng rồi cho trời rồi. Đặc biệt bánh tầm. Có cái món đây. Bánh tầm á, nó dài dài. Không món không cứng lắm. Người lớn tuổi ăn được. Cái này dai dai nè, người lớn tuổi ăn được là không có cứng lắm. Cái này có nhiều thôi. Anh bán sao? Bán thân thao vậy thôi à. Hên thao thôi. Hên thao thôi, tại ở già làm gia công á. Nó cực lắm mấy bà lớn tuổi bà cô làm không à. Dạ. Nó rồi bột xong rồi mới là bắt đầu bà đi luộc xong á rồi mới xào nữa. Dạ. Có là lâu lũ lại xào lâu lắm mới mềm á, hấp lâu lắm mới mềm mà lâu lũ. Món này là món gì cháy em bữa mà. Cháy là cũng tầm quay không có được. Rồi, gì cháy cũng tầm. Ăn với cha xào với chao đỏ đậu lũa. Trời. Trăm lần ít ít ha anh Quyền ha. Cứ lần anh trăm khoảng nửa nồi hả? Đó. Một bên khô. Thịt bầm á. Thịt bầm. Huyết dịch nè. Huyết dịch luôn. À huyết dịch đó, huyết heo nha, huyết dịch đó. Huyết heo đó làm nó đẻo lục hết không ngon. Ồ. Nước hồi huyết dịch đó mấy giờ nó mới ngon, nhìn vô nước đẻo không lục. Rồi lại ăn thêm món này nữa. Ồ, cái thịt bằm nó còn là vừa tới luôn. Mà mỗi lần anh ra không chăm đầy nồi luôn. Thịt bằm là mình là thả nửa loại rồi vậy nó ngon hơn. Ngon hơn. Cái gì qua là gió nó mềm hết không ngon. À, cụ này đâu rồi, 7 mấy tuổi rồi bà đâu á. Dạ. Ồ, đây nè cô 7 mấy tuổi nấu. Trong nhà mình có tự xây luôn. Trong nhà tự xây luôn à, trong nhà cô không à, cô chú không à. Dạ. Đây, có cháo luôn. Có cháo, bách thảo, thịt bằm. Cháo thịt bằm. Yeah. Tới 30 sáng thôi, tới chờ 30 sáng rồi tới chiều trưa là hết rồi. Ồ, món này là chỉ có buổi sáng thôi. Mà tả là gì vậy? Tô này bao nhiêu anh? 18.000. 18.000. Coi như đa phần các món 18.000 hết. Đúng rồi, 18 hết đó. Còn bánh canh đuôi là 25 thôi. Còn đem về là 20. Dạ. Tăng này. Ồ chưa. Chảo mì nó hợp rồi. Chảo mì, mì, hủ tiếu mì. Dạ. Đó là cháo bách thảo nè, bầm nè. Đó. Nữa rồi. Vậy là coi như là trong buổi sáng thì món nào sẽ hết anh? Bún lò cháo đi, cháo đó buổi sáng thôi à. Cháo. Cháo với là bánh tầm cũng rồi, bánh tầm có khi là nó bán chậm rồi tới chiều. Bánh xếp 11 giờ mà vô với cô. Đó là xíu mai hả cạo à. Bánh xếp chưa có ra. Bánh xếp chưa có ra. Cái này anh bán viên hay sao? 4.000 viên. Bánh xếp cũng bằng giá luôn. 4.000 một viên. Đó. Đó là xôi tôm khô nè. Xôi tôm khô nè. Đó. Ồ. Tấu ăn khô á, không pha đép, đép không bằng gạo. Nấu nước tương với tôm khô. Đâu pha nước tương, có gia vị rồi á. Gia vị luôn. À. Cái này bánh canh đuôi nè, loại với heo quầy, loại dùng tâm mà mặn đó. Bánh canh đuôi nha. Nước đèo á, nước đèo có mực nữa đó. Có khô mực tôm khô. À, thịt đặc dăm á nấu. Đó, khô mực tôm khô đó. Trời ơi, quý vị luôn. Có quý vị luôn. Quán này lầm nà lắm. Là cái này còn thanh lá nè. Thịt bằm quyết tôm khô quyết đó. Đây. Tráng miệng á, món tráng miệng. Dạ. Cho câu trứng gà. Ê, cái này em làm bằng trứng gà. Cái này chưa ăn bao giờ. À, có trứng cút nữa nè. Có trứng cút mà. Có trứng cút luôn nè. Mặt á, trứng cút nữa. Giống súp cua đông đặc lại ha. Súp giống súp cua ghê. Súp đông đặc là 10.000 ly ha. 10.000 ly. Thử rồi đó. Ăn có nước sâm nữa nè. Tráng miệng ăn luôn. À nước sâm mâm cút lan quá. Quá trời tự. Đấu lượng vàng á. Cái này có hạn không, có số lượng có hạn không? Không có, bao nhiêu cũng có, bao nhiêu chiều luôn. Bao nhiêu cũng có. Hey, mời quý vị khán giả chúng ta cùng đi chợ nha. Anh bán bất trời món. Mình đến thử bao nhiêu món nha. Một,
2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7 tầng, 8, 9, 10, 11, 12, rồi chén miệng nữa, 13, 14, rau câu trứng gà quy linh cao, la hán quả, rong biển, quá trời luôn, mà chắc khoảng 4 món đi ha, 4, 5 món gì đi. À, giờ anh Quyền lấy cho em là dìn cháy nè, cẩu mìn nè, sống, sống. Hai thứ luôn không? Hai thứ luôn. Rồi quạch thanh lá nè. Rồi thanh lá. Dạ. Cái gì nữa? À, hát cảo xíu mại. Rồi hát cảo ngồi ngồi mai anh ngồi đi. Anh làm gì vậy khách trước hay nào? Dĩ bị cho khách chưa ha? Ok. À, thầy đây hàng ơi thầy. Dĩ bị đi. Chị tại môi trường bị. Chị là ông bảo cho thầy nữa nè. Rồi, mì cho khách nè. Rồi, làm cho em rồi, luôn. Anh này muốn mì ha? Dạ, muốn mì. Bữa nay có cái món bánh lọt cho nên là Phú không có ăn bánh khoai môn, bánh củ cải. Nên giữ bụng, ăn mấy món kia. Rồi, súp mắm nè. Như người Quảng làm nước mắm ha anh ha. Đúng rồi, nước mắm. Có người em thấy có chợ thì làm nước tương. Nước tương cũng có, có nước tương, tương pha nữa là có nước tương pha nữa. Những đó luôn đúng không? Có hết, đúng ăn cái gì cũng được. Rồi. Dìn giấy. Dìn giấy. Chứ không thì giấy còn kiếm gì cũng tầm mấy miếng tầm, tầm gì đó. Mà cái đó là cái bột đó mình xài là nó bột giống gạo. Bột gạo. Ờ, bột gạo làm bằng bột gạo. Bột gạo với hai cạo, hai thứ. Dạ. Đó. Dạ. Vâng, để lên bàn cho chó đi. Này món. 4.000 viên. Rồi mình ăn dậu lên. Rồi. 3 món. Rồi quạch thanh lá. Quyết dịch. Ồ, con này 18.000 đúng không ạ? Đúng rồi, 18.000. Quay. Rồi. Cho em tiêu nhiều nha. Đó, tiêu nhiều cái ngon. Ở đây muốn dưỡng được đó, tiêu nhiều đâu không dưỡng được, ok hết á, chịu khách hết à. Ở đây chịu khách hết à. Em cái dĩa thôi đi, cho chắc bụng. Mẹ là mình á. Rồi. Uống à. Rồi. Mỏ hành nè, củ cải nè ở đây. Đậu phộng nè, đậu phộng bây giờ tự gian luôn á, đậu phộng. Dạ, nhìn thấy cái màu ở thơm á. Ở ngoài mua đó, hơi mùi dầu lắm, ngon. Dạ. Ủa cái cải này thì nó có khác với cải kia. Giống nhau luôn á. Làm chung rồi mình rồi. Luôn. Cải cái này không có tôm khô, tại sao có tôm khô rồi. Còn dạ. Cái này đốt lên mặt chung, không cho mặn. Chúng ta tới giờ ăn rồi, Phú xin phép làm một ngụm la hán quả rong biển nha. Cái la hán quả ai mà biết uống á thì cảm thấy uống rất là ngon, rất là mát. Mà ai cũng quen uống, ăn uống xong cái vị nó kỳ đó, mà nó đậm là cái vị ngọt ngọt lại là ở trên miệng mình nữa. Rồi, giờ Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức 5 món ăn sáng ngày hôm nay nha. Đó, này là bò 4.000 một viên. Của bò ớt lên luôn nè, nhớ đẹp. Ớt nhà tự xay. Hoành thánh lá. Wow. Nhiều quá. Bầm nhìn ngon. Đó, dìn cháy. Dìn cháy. Bánh tằm, xào chao đỏ, đậu đũa. Hủ tiếu mì xào. Cái này có trứng là 20 nha. Đó, xôi mặn. Món tráng miệng, cao quy linh. Dạ. Rau câu. Trứng gà. Cái này chưa ăn bao giờ kiểu này. Rồi ăn thôi. Đó, mình ăn một cái này chứ đi. Ngoài cộng rất dạ. Ồ. Trứng lên. Ở đây thì bán chắc là ở ngoài đường hẻm cho nên là cũng phải có
tốn tiền mặt bằng ha, cho nên là giá nó sẽ 18.000, 20.000 cho một phần ăn. Con này cũng thơm quá. Trái sợi á thì nó sẽ ít cái độ ít dai, nó vẫn có một cái độ giòn của sợi mì, nhưng mà nó được xài dầu hào và thơm á, nó thấm gia vị á, mùi nó rất là bắt vị luôn. Nó ngon hơn nhiều của những cái chuyện mà gánh bán á. Lót dạ xong rồi thì bây giờ chúng ta làm hoành thánh lá cho nó ấm bụng. Huyết dịch ha, một muỗng nước lèo. Để cho nó thanh thanh, tại vì cái này hoành thánh lá mà nó bộ một phần nào nó sẽ làm giảm bớt đi đi cái nước lèo, nhưng mà cái hậu vị nó được nêm nếm rất là đậm. Với lại trong cái nước lèo nè, nếu mà người đến đây sẽ lâu lâu anh sẽ múc cái nước lèo của cái bánh canh nuôi á, nó có khô mực tôm khô nè, anh múc qua bên cái hoành thánh này để tăng gia vị thêm. Đây là một cái món rất là dễ ăn. Kiểu một hình thức nó giống nuôi nhưng mà nuôi kiểu khác. Sợ bằng những cái lá gì ăn nó dễ. Quýt mềm ơi. Tươi. Tiêu này vẫn chưa nhiều, chưa đã nha. Này nó bột, tiêu này nó mịn á, nó bột á. Tiêu này phải hạt to nữa, còn nhiều nữa. Ở đây thì sẽ anh trong cái hoành thánh này anh sử dụng tôm khô, lượng tôm khô nó ít. Đó, nếu mình nhiều cái nước này nó sẽ ngọt hơn nữa, thơm hơn nữa. Nó thêm về thịt hơn. Thịt với lại những cái nước của bên nồi bánh canh chăm qua gia vị, nhưng mà phải rất là vừa ăn à. Dạ. Nói chứ bữa nay gọi cũng đắn đo lắm, tại vì cũng đang áp lực. Mới có bữa mới Phú mới quay soi chai thì có một vị khán giả nói là coi 3 năm rồi, chửi Phú là gì bần, keo kiệt, nhưng mà bị xóa rồi. Phú không có đọc kịp hết, chưa kịp hết nữa. Nói là gọi đi quay soi chai mà 3 món sẽ gọi có 2 món. Thì Phú cũng xin giải thích luôn, thì sẽ tùy clip. Phú sẽ có lúc món gọi mức độ vừa phải, có lúc thì sẽ gọi nó nhiều hơn. Kinh phí nữa, phải cân đo kinh phí nữa, tại vì mỗi tháng cái view nó tính khác nhau, nên là mình phải cân đo sao cho cái chi phí để mà quay được chọn một tháng. Khổ lắm. Mà không hiểu sao coi 3 năm rồi mà sao nãy nói mình gọi bần kêu keo kiệt, tiết kiệm này nọ. Phú vẫn gọi, có những qua quán Phú vẫn gọi rất là nhiều món mà ta không hiểu nổi, buồn lắm. Đây là hát cẩu thịt, thì cái bột nó sẽ hơi dày, nhưng mà cái viên này mọi người chắc gọi ha. Nếu mình đi hai người mình gọi mình ăn một viên thôi là cũng đủ rồi, để còn ăn những món khác nữa. Ở đây sẽ là cái tương pha, rồi anh sẽ pha giấm, anh cứ thẳng ở đây luôn. Mọi người chưa cảm thấy ứng vị á thì chúng ta sẽ xin thêm điều chỉnh lại. Đây nhiệt xíu mại. Chắc thịt ghê, đầy đủ. Cái này giỏ mỏng, cảm nhận thịt nhiều hơn. Rồi qua tới dĩa xôi. Đó, gọi nhiều món ăn không hết thì để bỏ phí đem về. Bạn khán giả đó còn nói là nhiều khi quán khó khăn nọ, mua đã có lòng rồi mua mà không có tâm, mua phải mua nhiều lên ủng hộ cho họ. Thực ra là Phú quay, mình quay đủ cái thời lượng trên clip thôi, xong rồi Phú vẫn mua về.
Sẵn đây thì Phú cũng xin gửi lời cảm ơn đến những vị khán giả cứ lâu lâu lại tài trợ cho Phú để Phú có thêm một ít kinh phí quay những cái clip những món ăn hấp dẫn gửi đến cho quý vị khán giả. Thôi dẻo mà để nãy giờ nó sẽ hơi khô phần cái mặt tí xíu. Tôm khô to nha mọi người, của cái xoài này nè, 18.000 phần xoài nhưng mà tôm khô lại to. Xoài ăn cũng rất ok, hơi dính một tí xíu hơi nếp. Thì cái xoài này là có đậu phộng ở nhà anh làm nên ăn nó thơm thơm với cháy cháy. Điều là nếu mà mọi người ăn á, mọi người xin thêm cái cải xá bấu nhiều tí xíu nha, ăn nó sẽ ngon hơn. Tại vì cải xá bấu anh dắt khá kỹ á, cho nên là gần như là cái phần mặn nó còn ít lắm đó. Mình bỏ nhiều vô mình ăn nó giòn, nó tăng thêm cái độ mặn. Rồi mình qua món này, bánh tằm xào chao đỏ đậu đũa. Mình đào món này á, quý vị đầu tiên mọi người biết một là gì không? Chao thơm. Cái món này nó sẽ có vị là chua 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 của cái này là cái vị của chao á, tiết độ béo béo. Chao đỏ mọi người, chao đỏ thì thường là sử dụng để làm gia vị trong lẩu, thì những cái món như vậy. Chao trắng thì thường chúng ta để ở ngoài chúng ta ăn, tại cái chao trắng thì cái độ nó béo hơn. Chao đỏ thì họ sử dụng cái họ để lên men lên thành một cái gì đó rồi họ bỏ gia vị vô nữa, thì nó sẽ có cái những cái hũ mà mọi người thấy cái hũ chao đó, nó có li ti đỏ 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 đó, gọi là chao đỏ đó. Đó, món ăn lạ miệng nha. Cái đậu đũa mềm, nó giòn 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 ít lắm. Mọi người xem, thấy sợ bánh tằm giống con tằm không? Giống như sợi mập lên, ăn dẻo dẻo, một chút sợ sợt nhẹ. Quên, thẳng tiện nói nữa, muốn chia sẻ luôn. Chắc là nhiều người sẽ thắc mắc về cái vấn đề quảng cáo view của YouTube đúng không? Đó. Thì thông thường á, một cái clip á, tụi mình sẽ cân đo đong đếm, tụi mình bỏ cái chi phí ra để làm cái clip này về hao tổn thiết bị nè, và thuê người dựng clip. Rồi cái view của clip đó nó sẽ được bao nhiêu á, thì coi như là mình coi như là lời ăn lỗ chịu gì đó hả, nó bù lại được là hơn á thì là lời. Nếu mà ít view mà mất đề xuất hay cái gì á, coi như lỗ. Thì cái tiền á nó sẽ tính như vậy nè mọi người, là mọi người thấy quảng cáo hiện đúng không, nhưng mà 1.000 lần hiện nó mới bắt đầu nó tính tiền. Nếu mà ở Việt Nam á thì nếu mà 1.000 lần nó xuất hiện quảng cáo lên á thì chỉ cưa tới khoảng $1. Mỗi một quốc gia rồi nó sẽ hiện một cái số tiền kiểu khác nhau, nó là như vậy. Rồi bây giờ thử xử cái ngày xong qua mình thử chén miệng luôn. Đây chúng ta có món tráng miệng cao quy linh và cao cô trứng gà. Món này thì ăn sẽ nhẫn đắng đắng, nhưng mà đây là món kiểu dạng bình dân thôi. Tại nếu đúng mà cao quy linh đó nha, là họ sử dụng cái mai rùa. Họ gỡ cái phần vỏ ở trên cái mai rùa ra, họ nấu nguyên cái mai rùa luôn. Rồi bỏ mấy cái gia vị thuốc vô rồi nấu, rồi bỏ bột ra cho nó thành cái thạch như vậy. Đó. Đó là Phú biết vậy thôi chứ cũng chưa ăn cái dạng đó bao giờ. What? Súp cua đông đặc đây mọi người ơi. Rồi. Súp cua đông đặc. Ngọt thanh, độ béo vừa phải, thơm chuồng trứng.
và nó xốp xốp, nó một chút lợn cợn ở trong cái nhân thôi mà mình ăn á. Vui ăn lạnh nó ngon nha, ăn nó bớt lạnh nó sẽ có cái mùi cứng á, mà mình không ăn. Rồi, xong rồi, cảm ơn anh Quyền đã hỗ trợ tụi em clip ngày hôm nay. À, nãy em quên hỏi là ở đây là mình, anh bán là bao nhiêu năm rồi? 22 năm. Cái này là có gia truyền lại không? Ba cô cũng đó, ba cô tới giờ bán, tới giờ làm ra bán tới giờ đó, hồi bây giờ không có gia truyền nữa. Dạ, anh có nấu món nào không? Hả? Thì ba cô nấu thì không nấu, em phụ đến muốn bán thôi. À, là mấy cô là nấu không, nhâm nhà không? Đó, rồi những ai, quý vị khán giả nào yêu thích những món người Hoa hay thích cái món mà bánh tầm xào chao đỏ này mà kiếm hoài chưa thấy thì hãy đến đây thử một củ kiếm mì xào nè, bánh tầm xào chao đỏ nè. À, có một số món thì Phú chưa có gọi thì đó, cái đó Phú để lại cho mọi người để nó có chút tò mò, trải nghiệm theo cái khẩu vị riêng của mọi người nha. À, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.